lại là chuyên mục đi kiếm vợ cho anh ba anh ba là nhân viên văn phòng tính tình rất tốt nhưng mà lại không có em nào mê hết trơn nhìn cái ngoại hình như vậy thôi là mọi người đã đoán được tại sao không có em nào theo rồi cũng may là anh ba đã tìm đến spa của mình mới vừa cắt xong cái đầu tóc không còn thấy ánh mặt trời thì nhìn mặt anh ba cũng sáng sủa ra hẳn tiếp theo là mình sẽ đi trị mụn cho anh ba không hiểu sao kể từ ngày mình mở cái spa ra thì vào đây chỉ toàn là ca khó thôi nhưng mà khó cỡ nào thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp anh ba kiếm được vợ nè nặng mấy cái mụn xong thì trên mặt còn quá trời vết thâm luôn cái này là serum dưa chuột, mà cái vỏ bên ngoài các bạn cơ có khác khác con chuột không trong cái mặt cũng sáng sủa rồi nhưng mà thấy vẫn không được chỉnh chu cho lắm nên mình đi tỉa lại cái lông mày và cạo đi phần râu ri mép giờ thì nhìn cái mặt đỡ dê hơn rồi đó để xử lý cái thâm mụn thì mình sẽ dùng cái miếng dán này nhé yên tâm là ba bên mình chỉ dùng hàng organic không có dùng đồ trộn đâu mà lo nè bây giờ thì cùng làm đẹp cho anh ba hy vọng là sau lần này anh ba sẽ kiếm được vợ nhưng mà làm sạch sâu mượn thấy chưa được đẹp nên tôi quyết định cho anh ba mượn cái cặp len này mang vào nhìn anh ba trong tay hơn hẳn mà là tay du ký mới ghê xong hết rồi bây giờ cùng đi làm tóc nha bây giờ anh ba lên đời rồi có ai mê không